Để mau khỏi bệnh đau mắt đỏ, cần kiêng những gì? Đau mắt đỏ còn gọi là bệnh viêm kết mạc. Với những triệu chứng, mắt ngứa rát, cộm như có hạt bụi trong mắt, mắt đỏ, sưng phù nề mí mắt, mắt tiết nhiều ghen, chảy nước mắt đau nhức. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây lan thành dịch, mùa đau mắt đỏ phổ biến là mùa hè cho đến cuối thu. Thời tiết lúc này thất thường lúc nắng, lúc mưa, độ ẩm không khí cao, gió chuyển hướng liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi nảy nở. Những người có hệ miễn dịch kém, Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh đau mắt đỏ nhất. Khi bị đau mắt đỏ, ngoài việc điều trị theo chỉ dẫn của thầy thuốc, bệnh nhân cần có một chế độ sinh hoạt phù hợp và chế độ dinh dưỡng khoa học. Kiêng một số thực phẩm không tốt cho mắt sẽ giúp cho quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và hạn chế biến chứng nguy hiểm cho mắt. Sau đây là một số loại thực phẩm chúng ta nên hạn chế ăn để mau khỏi bệnh đau mắt đỏ. 1. Không nên ăn thực phẩm có tính nóng, đặc biệt là các loại gia vị như hành, tỏi, tiêu, rau hẹ, ớt để giảm bớt tình trạng nóng rát. 2. Không nên ăn thực phẩm có mùi tanh như cá mè, tôm, mực, nghiêu, sò, ốc sẽ khiến tình trạng nhiễm trùng mắt càng trở nên nghiêm trọng và lâu phục hồi hơn. 3. Không nên ăn nhiều mỡ động vật, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ. Lượng mỡ trong máu tăng cao sẽ làm cho khả năng hồi phục mắt đau bị chậm hơn. 4. Người đau mắt đỏ không nên ăn rau muống để giảm tình trạng chảy ghèn quanh mắt, gây khó khăn khi vệ sinh mắt và làm kéo dài thời gian điều trị bệnh. 5. Khi điều trị đau mắt đỏ tuyệt đối không sử dụng chất kích thích rượu bia, thuốc lá, nước ngọt có ga. Việc sử dụng chất kích thích sẽ làm cho mắt điều tiết nhiều hơn so với bình thường làm bệnh trở nên nặng hơn. Uống rượu bia khi đau mắt đỏ có thể gây chảy máu mắt rất nguy hiểm. Đó là một số loại thực phẩm cần tránh. Vậy người đau mắt đỏ nên ăn gì để mau khỏi bệnh? Nên ăn những thực phẩm giàu vitamin anh, có nhiều trong cá, gan động vật, khoai lang, bí ngô, rau có màu xanh đậm, cà chua, ớt chuông xanh, sản phẩm từ sữa. Bổ sung đồ ăn giàu vitamin K, B, có nhiều trong các thực phẩm như trứng, cà rốt, dưa chuột, cần tây, măng tây, rau xà lách, bông cải xanh. Các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng, có nhiều trong các loại trái cây như đu đủ, cam, bưởi, dâu tây, kiwi, xoài, cải xanh, ớt chuông. Thực phẩm giàu vơ dâu tin như thịt gà, trứng, thịt bò, gan động vật, nấm, các loại hạt ngũ cốc và các loại đậu. Ngoài ăn các thực phẩm trên, Người đau mắt đỏ cần giữ gìn vệ sinh cơ thể, rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên rửa mắt bằng nước muối sinh lý na cân 0,9%. Khi ra ngoài nên đeo kính bảo hộ, đeo khẩu trang và tránh đến những chỗ tập trung đông người dễ lây lan dịch đau mắt đỏ. Không dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn mặt, khăn tắm, ly, chén. Chúng ta có thể áp dụng biện pháp dân gian là sông lá trầu không? Hoặc chườm lạnh để giảm đau và chống sưng mắt giúp mau lành bệnh. Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh tiếp xúc với các thiết bị phát ra ánh sáng cường độ cao như TV, điện thoại, máy tính. Chúc anh chị em phòng ngừa và điều trị thành công bệnh đau mắt đỏ, giữ gìn đôi mắt khỏe mạnh và luôn có cửa sổ tâm hồn tươi đẹp. Ấm đăng ký kênh dược sĩ luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày. Hãy chia sẻ ngay điều hữu ích này để giúp đỡ được nhiều người hơn nha. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.